đời đạo liên quan rạng chói ngời. Trần hoàng biển khổ thẳm dơi dơi. Thanh minh đạo đức câu quyền bi, mượn lấy bút nghiêng tỏ ít hồng lạc giống xưa rất tuyệt vời, sao mà dương thế mặn lo chơi, sớm chiều tự liệu rèn tâm trí, đạo đức nhiệm sâu lão khuyến mời. Sanh thiện tánh tác thì gia, tông tích cổ kim lượng thử hà. Sư già hạ trần nhân mà kiếp, ngã hồi dương thế thuyết quyền ca. Đại phong liệu khước tàu nam gia, thiện chí hồ thiên thức ngọc tòa. Trung sơn tế giang lư bồng kiếm, giác tình sanh kỳ bửu ngọc mai danh ẩn nhục tràng. Sơn đài hồ hải luyện tứ phang, kỳ sanh tạo giả thi truyền tục. Hương dài bảo giang, ngũ hồ ly cấu tạng hài tiên, nguyện thuyết thanh danh tác thiện duyên. Thầm thầm tối thiểu kim tàng cốc, đa giả khứ dài. Hôm nay mình có duyên nha, mình được hân hạnh đón tiếp các vị. Canh tràng giả đoạn, đoạn canh sơn, ngã thứ trung sanh trực thế thời. Ngợi khi yên hùng ghi đàm liệt Hà Giang, lương thổ vẻ thiên cơ. Khởi điệu tầm dương Phật cổ hồn. Nam mô Di Phật. Cùng quay kính chào toàn thể quý vị thân mến, chào bà con xa gần, chào những người thân quen trên kênh Tùng Quê, chào bà con. Hôm nay là ngày 16 tháng 7 2024 âm lịch. Thì Tùng Quê giờ phút này khoảng 11 giờ rưỡi, Tùng Quê có ở tại chùa Hoàng Hòa Tự của gì. Hai ngày qua thì Tùng Quê cũng rất nhiều công việc mà Tùng Quê cũng nhấn chút thời gian để rồi Tùng Quê quay phim. Thì quay được tới 4 bộ phim là của gì, nhưng mà 5 bộ, nhưng mà đăng được 3 còn 2. Chắc là cho bà con mình coi chậm chút, phim chậm lại thì coi nó không hấp dẫn, không hiểu gì, có gì cũng thông cảm. Nhưng mà hôm nay thì Tùng Quê cũng muốn quay một đoạn phim trong ngày nay, bởi vì dư âm của ngày rằm tháng 7 vẫn còn, nhất là trong chánh điện bông hoa còn rất là đẹp, mà bà con mình đi chùa cũng còn đông nữa. Thế nên Tùng Quê muốn ghi lại thêm hôm nay một đoạn nữa để cho quý vị cùng xem.
À, phía trước hiện tại trời nắng rất là tốt quý vị. Nắng rất là nhiều luôn. Giờ đây thì Tùng Quê lời nói đầu tiên, Tùng Quê kính chúc toàn thể quý vị thân tâm thường an lạc, đạo quả sớm duyên dung. Và quý vị sẽ luôn được sự trở che của Đức Phật và trên Đức Thầy. Những công việc của quý vị hàng ngày sẽ được hanh thông. Nhất là hàng ngày quý vị sẽ được sự trở che của Đức Phật quay lên Đức Thầy. Quý vị, bởi vì chúng ta vừa tự lực và tha lực. Tự lực là tự chúng ta trau sửa thân tâm, trau tâm luyện tánh cho mình, chuyên lo niệm Phật sửa mình cho chân. Thì trau tâm chữa tánh quý vị, là sửa những cái điều trước giờ mình chưa sửa được, đó là tham sân si nhân ngã quý vị. Rồi chuyên lo niệm Phật đó quý vị. Trước giờ thật sự ra mình cũng niệm Phật ít lắm quý vị. Bây giờ mình phải cố gắng niệm thêm, mà niệm cho chuyên. Chuyên, cái từ chuyên tức là niệm không rời quý vị. Chuyên giống như mình làm thợ hớt tóc hoặc thợ quy phim, thợ nghề nghiệp gì đó mà mình làm rất là ranh đó quý vị. Thợ giá xe, tất cả cái gì mà nó hô mà rồi chuyên rồi đó mình làm rất là hay. Giống như niệm Phật mà quý vị nào niệm chuyên rồi thì tất nhiên niệm rất là rõ ràng và niệm dính liền với nhau không rời. Nếu được vậy thì chúng tôi tin chắc rằng thì bởi vì Đức Thầy nói niệm chữ Di Đà tăng chứng nghiệp thiền từ thì rước vào trong bọc. Nếu quý vị mà niệm ngon lành rồi thì tất nhiên Thầy sẽ độ mình, tương lai mình sẽ đến được cái nơi rất là tốt đẹp. Giờ đây thì Tùng Quê kính mời quý vị theo dõi chương trình ngày hôm nay quý vị ha. Chúng ta sẽ theo dõi xem hôm nay thì bà con mình còn đến chùa như thế nào, và thứ hai nữa thì mong qua phía trong như sao hóa quý vị. Rồi kính mời, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị thân mến, giờ đây thì Tùng Quê đã vào bên trong rồi. Kính thưa quý vị thân mến, hiện tại phía trong bà con mình cũng đông đông. Hồi sáng giờ thì Tùng Quê không có ở đây, nghe không gì, Nam Mô A Di Đà Phật. Giờ này thì Tùng Quê mới về tới chùa. Nam Mô A Di Đà Phật. Tùng Quê kính mời toàn thể quý vị hướng đến Tam Bảo kinh lễ Nam Mô A Di Đà Phật, và hướng đến chân dung Đức Thầy đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 16 thì hiện tại trên chánh điện bông hoa hiện tại cũng rất là còn rất là đẹp. Thứ nhất là mình thấy bông của các vị cắm bông của chùa hôm nay là 2-3 ngày rồi vẫn còn tươi. Đặc biệt hơn nữa thì ngọc vào long xuyên thành kính cúng dường thì hai cái bình bông hai bên quý vị thấy là đã đem đến ngày hôm qua nhé quý vị, hôm nay cũng còn rất là đẹp nhé quý vị. Kính thưa quý vị, hiện tại thì mình thấy bà con mình cũng đi chùa. Hôm nay thì chắc có lẽ là những người mà ngày qua không có đi ngày hôm nay sẽ đi các quý vị nhé. Thôi kính mời quý vị hướng đến Đức Phật Di Lặc kính lễ Nam Mô A Di Đà Phật.
Kính mời quý vị đảnh lễ Đặng Mạc Tổ Sư. Kính mời quý vị đảnh lễ Quan Âm Nam Hải. Quay đi. Bữa nay là ngày 16 nè. Chùa An Hòa Tự có gì? Tên gì qua đây? Có tùng quê. Quê nó lại qua cái chùa nè. Hai bữa dài qua chúc bà con đi chùa mạnh giỏi nha. Về phát tâm lành tinh tấn tu hành nha. Đến ngày đó thành đạo quả nha. Rồi chào chúc chị. Chúc tùng quê là mang phát tài nha. Dạ. Kính mời quý vị đảnh lễ ông Tấn Ba Nguyên, Nam Mô Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, kính mời quý vị đảnh lễ. Mà cái gia đình hội tao thuộc được cái mấy câu à? Hay lắm. Kính mời quý vị đảnh lễ quý vị, Nam Mô Di Đà Phật. Quay cái tao khác đó. Quay của quyền cái tao khác đó. Kính thưa quý vị, thân mến, kính mời quý vị đảnh lễ Ba Tánh. Bà Tánh cũng như Nam Mô Di Đà Phật. Qua ngày rằm rồi thì hôm qua hiện tại nó cũng hơi héo một chút gì nhưng mà vẫn còn được quý. Nếu ngày mai nữa thì chắc cũng hơi héo nhiều. Nam Mô Di Đà Phật. Xin mời đảnh lễ bàn kế nghiệp cho quý Nam Mô Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, giờ đây thì Tùng Quê cũng xin lui trở ra quý vị. Chút xíu đi rồi Tùng Quê sẽ trở lại. Tùng Quê sẽ lui trở ra và mình sẽ cập nhật những cái sự kiện xung quanh một chút quý vị. Nam Mô Di Đà Phật. Kính thưa quý vị thân mến, giờ đây thì Tùng Quê sẽ đi lần ra phía sau một chút quý vị. Bây giờ mình được biết các cái chị mình ở phía sau vẫn còn làm công quả chuẩn bị cho những ngày sắp tiếp theo đó gì nên công việc chẳng còn. Nơi đây là nơi tiểu ban anh nắng phát hành sấm giảng và ban tài chính nhé quý. Tiểu ban anh nắng phát hành sấm giảng, bổn phận của tiểu ban này thì phát hành sấm giảng của thầy, lời của Phật và đồ dùng điệp đạo, tức là đồ thờ đó quý. Nếu quý vị có cần thì hãy đến đây. Ở đây thì lúc nào cũng có người trực hết trơn nhé quý. Hiện tại thì cô chú Ba hôm nay đang trực chỗ này. Chú Ba, hồi sáng giờ có ai thỉnh nhiều không chú? À, có ai thỉnh nhiều không? Cũng sáu bảy người lẻ lẻ không có nhiều. Chút xíu anh Ba Phước về thì đổi lại chú về buổi chiều được rồi phải không? Chị đảo về tôi về. Dạ. Nơi đây thì có sấm giảng thầy và đồ thờ cũng gì, của quyền thì hai kiểu, chuyên dung thầy thì ba kiểu và tâm bảo thì một kiểu này, có tám đường đăng cấm luôn. Nếu ai cần thì đến đây chúng tôi sẽ tặng cho hiểu gì. Nam Mô Di Đà Phật. Mà giờ 3-4 người nghỉ nè, 8 người cấm, không có khuôn vậy đó hả? Ừ. Thôi mình không có thì mình tặng bình thường đi ha. Không có khuôn cho gian giấy đâu mà. Rồi. Cái thưa quý vị, hiện tại thì các anh mình cũng
đến đây rồi đóng góp. Cảm ơn nha. Dạ. À, chú Nguyễn, à, hôm nay thì khách thì cũng là ra chứ không có đông. Không có lòng đâu ơi. Bây giờ đây thì đồng quay ra làm sao rồi chút một chút xíu thôi. Hôm nay thì cũng không có chương trình đọc sách giảng. À, chỉ đọc sách giảng vào ngày 14, 15, 29 và 30 thôi. Và nơi đây thì nó đây cơm của ban quản tự thì ngày hôm qua rất là đông luôn, đẩy ra tới trước luôn, ngày hôm qua đông đông hơn ngày 14 nha nguyên. Thì coi như là trong tháng 7 vừa qua thì ban hậu cần cũng như ban hương đăng phía trước những sự kiện ở trong chùa thì đều đảm bảo tốt hết vậy. Chương trình cúng rằm cũng rất là thành công, không có điều gì xảy ra nha. Các cô các chú mình đang dùng cơm. Chào các cô các chú, dùng cơm ngon không? Ngon. Dạ thấy như quen hả? Quen. Ủa chú ở gần đây hả dạ? Cũng ở trên Phú Bình, chúng đây hoài. Dạ. Chú quay phim rồi Tùng. Bởi vậy thấy gặp hoài. Tùng phải không? Tùng. Phải rồi. Dạ. Mình có gặp hoài. Có duyên gặp hoài. Ờ, hai ông bà ăn cơm đó hả? Dạ. Ngày hôm qua đông lắm. Ngày hôm qua chắc có lẽ không có đi. Qua không có đi kẹt. Dạ. Ngày 14-15, ngày 14 thì ít, 15 ngày qua đông. Giống như là cũng gần gần giống như ngày lễ 25 tháng 1 qua đông. Rồi các chú ơi, chú phải ăn cơm ngon. Dạ. Rồi ngồi nghỉ khỏe. Dạ. Dạ. Dạ con nói hiệp xương chú. Dạ. Ở Hiệp Sương, Hiệp Sương Phú Bình, Bờ Bình Đông rồi đó. Dạ. Dạ. À, cơm đây đãi rất là đầy đủ. Bây giờ hôm nay thì coi như là dư luôn cái gì, để sẵn rất là nhiều. Cảm ơn nhiều. À, cái lô vậy đây là mấy chị bữa nay mình có duyên ăn cơm chung với chị. Bữa trước hồi trước giờ không có ăn chung lần nào hết. Dạ đúng rồi. Mấy chị là làm con quả rất là cực khổ. Mà bữa nay ăn ăn chung cơm chung là tức lắm, mình đang mà quá kéo người mà kéo mại nữa đó. Đang có phước mấy chị mới được ăn cơm nha. Dạ. À, chị này cảm ơn chị anh Đồng quê. Chị ở đâu rồi? Ở huyện Thọ Sơn, Mỹ Sạch. Bởi vì ở xa lâu lâu có lần thiếu lại là phải rồi. Đúng rồi. Nữa còn về mình tránh thôi. Bởi vì lâu lâu mới tới đây là con quả mà không chịu quay phim gì trơn. Ý tôi nói là cảm ơn. Là về mình tránh với lần gặp mặt nó nhớ kỷ niệm rồi. Con cháu nhiều không? Kêu nó tao lên rồi là mày. Cái chị này thoải mái rồi. Chị này không có bị được. Tại vì cá nhân chị cũng rất là nhiều. Còn hai chị này mới nè. Phải không? Mới làm con quả chị. Hồi hồi rầm rồi có không? Có lẽ 14 15 giờ rầu nè, 14 15 hai bữa vừa rầu nè. Trước em lại tiếp em. Ờ được rồi. Còn chị này thì cũ rồi. Còn chị thì có như là sếp rồi. Rồi mời mấy chị dùng cơm. À, chú Tùng quý vị nơi đây thì để đãi khách nhưng mà giờ này thì 12 giờ đợi đãi xong rồi. Các chị mình đang làm vệ sinh. Dạ. Sao rồi? Lật rau xong chưa? Lật rau xong chưa? Chưa hả? Vậy hả? Quét rồi lau luôn hả sao? À, quét trước ha. Mấy chị lau quét là thua mấy anh ở trên rồi. Mấy cha anh ở trên quét lần hai cái chỗ rồi. Ờ, cô Tâm tới giờ mới ăn cơm nữa gì? Mới được ăn cơm. Dạ. Rồi, chúc ăn cơm ngon miệng. Dạ, dạ, cảm ơn chú. Gõ cửa bên mình. Em có ai không? Có. Sao ơi, giờ tình hình giấc này cũng còn làm đó hả? Ờ, bữa nay người ta đem điên điển lại. Điền, ơi, bông điên điển sao mà nhiều dữ rồi? Ờ, chưa phải ngầu lạc. Nghĩ hả? Phải ngầu lạc chứ không thôi. Bà gì? Nghỉ rồi.
Bà ờ, đang quét cái chén vậy? Dì dạ, bả về cũng chuồng đâu. Bà đi mà bắt là đem miền mà bắt là ổng bả sai nữa kìa. Nhưng mà có một điều á quý vị á là thấy quay phim rồi quý vị mở nón ra, gỡ khẩu trang ra thì mới biết quý vị. Tại ngô đội nón. Rồi lại bịt mặt nữa rồi cái gì xong luôn. Tại bắt ghê. Thấy mà. Giờ cô này thì nói chung ra người ta giấu mặt rồi. Dạ. Cho thấy mặt. Dạ. Người bí ẩn, người bí ẩn. Người bí ẩn hả? Ủa bông điển này người ta cho mình hình như nó cũng hơi nở hơn ha. Dạ nở rồi. Ủa nhưng bỏ mình xài không hết hả? Không mình thì lặp. Mình tiễn nhau được mình tiễn. Tiễn hả? Tiễn lại cho mình đó. Giờ mình lặp cái nào ăn được, ăn nào không ăn được bỏ. Dạ. Đúng rồi. Cái này vô thục lạnh thì cứ ăn được. Dạ. Bữa hỏi người ta cho cái vô thùng đá cái bị tủ lạnh bị hư. Hư xong rồi cái lấy ra thì nó nặng ngay nó luộc. Mà hử thì còn ăn được. Cái tôi quậy nước muối tôi để vô tôi muối luôn. Hay muối luôn. Ba bữa làm dưa chua. Làm dưa chua luôn. Ừ. Quá hay ha. Mình luộc cái nào hư bỏ. Không có hư. Xào ăn được một ngày buổi chiều một ngày đó được. Chứ chưa đến đổi hư. Phải qua ngày sau là hư đó. Cho nhung như mình tôi quậy nước muối tôi muối lại cái gì. Làm dưa trộn vô ăn quá ngon luôn. Coi như là mình không có quỷ của. Cái nào xài được cứ vừa xài. Xài được. Rồi làm mình có phước luôn. Nhưng biết dễ vậy nè. Làm dưa chua ăn ngon lắm. Dạ dạ dạ. Bữa hổm có bông súng cái trộn vô làm gỏi. Dạ. Bắp chuối rồi cũng làm gỏi chung điên điển luôn. Dạ. Gỏi luôn. Trời ơi ăn coi. Ờ, thưa quý vị thân mến, thì các chị mình hôm nay ngày 16 vẫn làm công việc đây ngay tới hoài bây giờ. Còn hôm nay vẫn gửi xe ở đây nha quý vị. Đi tắt đây nè, mau, đi tắt đường này nè. Với xe hôm nay thì không đông hung nhưng mà ở đây rộng rãi, thoải mái hơn. Tại sao mà ta ngồi trong kia, mình ngồi đây của mình hả? Ngồi đây đi tập cho nó yên tĩnh. Vậy hả? Chứ nó mát hơn ha. Dạ, nó mát hơn. Nãy có nước thì giờ mấy ông tắt cái gì vậy? Ờ ít quá là tắt nước quá rồi. Là tắt rồi để tiệm. Với lâu lâu ông trời cũng thương cũng cho. Ồ cái này cũng ngon quá nè. Dạ ngon nhưng mà lựa cho nó bỏ mấy cái dập dập cuối cuối ở đây. Rồi là mình làm gì dưa chua mình làm dưa hay làm sao? Ngày mai nhắc xào. Xào được. Dạ. Để tủ lạnh vậy nó còn tươi không? Dạ tươi. Ồ vậy hả? Để anh không rửa, để yên vậy nè. Để vô cái nó lạnh lạnh nó không ấy. Quý vị biết không, các vị mà làm công quả mà không phải là nằm bên cái ngành hậu cần đó thì coi như là được nghỉ ngơi thoải mái khỏe, ăn cơm xong rồi được nằm nghỉ rồi. Còn mấy chị hậu cần mình chưa hết việc là chưa được nghỉ. Lật giặt. Lật giặt. Cũng khỏe hết chị ha. Lâu lâu ông trời cũng cho ngọn gió cho mát. Gió nha, vừa làm vừa niệm Phật nha chị. Dạ 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 cảm ơn. Tại vì mình niệm Phật là giữ tâm thanh tịnh. Dạ đúng rồi đó. Rồi niệm Phật và Phật độ mình khỏe. Rất là hay. Rồi mình vừa làm từ thiện để mà gieo duyên. Yeah. Mình làm mà có món ăn ra mà bà con mình ăn là tức là mình gieo duyên với bà con rồi đó. Bà con nhắc mình. Yeah. Rồi hơn nữa là chùa này là chùa thầy. Thì giống như ta đến chùa thầy ta nhắc nhở ta nói tiền đi chùa thầy ăn uống ngon quá. Ví dụ vậy. Yeah. Là cũng là cái duyên. Bởi duyên có thể là tương lai cái người đó người ta có thể ăn cơm chùa mà người ta có thể phát tâm ta tu. Yeah. Là mình gieo duyên lành đó. Thành ra mình cố gắng làm mà mình gán niệm Phật. Dạ. À, để rồi mình vừa lo cho mọi người mà vừa lo cho mình luôn hả cha? Ủa? Mà lo cho người mà quên mình lắm được. Dạ, dạ, rồi chào. Dạ, chào. Ở cái nồi một anh chàng đang kéo những thùng rác ra ngoài trước trong gì? À, mỗi người một cái trách nhiệm. Đại này thì nó cũng thường xuyên ở đây. Gì? Ăn nổi này nè con rồi còn sỉnh rồi còn đâu đó để phòng đá đi để cái gì giờ này bạn để cho bơ không ơi bạn vậy hả ừ cũng được cái mình ăn cũng sát rồi chào. Dạ, giờ chúc mấy chị ở lại đây làm khỏe nha, nhớ rồi việc hết về nha. Ở nhà có con cháu gì không chi cho ổi nè vậy hả em về em bọc ổi về cho con cháu để nghiên cứu coi. Ô quan chi ạ? Chị ơi bây giờ tình hình 14-15 rồi, vừa qua mình đãi đồ ăn cho bà con như vậy là làm đồ ăn rồi mình đãi bà con thành công hết, tốt đẹp. Chắc là tốt đẹp luôn á, đầy đủ, không có thiếu chi tiết gì hết. Vậy là hả? Bà con mình khen ăn ngon ha. Có khen không? Khen, ta cũng khen đại bà thiếu gì. Vậy hả? Dạ. Rồi đồ mình cho bà đãi bà con đủ sức luôn. Đủ sức luôn, đầy đủ. Nhưng mà ví dụ mình đẩy món gì đó kể là thành công nhất. Đi đi, ăn đi.
thì mua chả, mấy trăm đồng chả đó, mình sắc ra muối chiên. Rồi, lúc rồi. Đó là quá không kịp rồi, làm mấy thau gì nè. Rồi. Rồi sườn non, rồi còn muối chiên. Rồi xôi. Rồi không có xôi đó bỏ rồi. Xôi sao bỏ? Dịch. Sâu thì dắt sáng, sâu với chè thì dắt sáng. Vậy sâu chè là mình đẩy rồi, thành công rồi. Thành công rồi, vì dắt sáng. Rồi dắt chiều á thì mình dắt trưa ăn cơm khoảng 8-7 giờ mấy. Thì bắt đầu mình làm đủ thứ ba món, 5-6 món gì đó, rồi sườn, gian mè, rồi đủ thứ hết á. Còn giờ đồ ăn đầy đủ, không có thiếu hả chị? Không, không có thiếu, đầy đủ, rất là đầy đủ, tới tối cũng còn đầy đủ nữa. Ở bển cũng vậy, bếp lớn cũng vậy, mà bên đây cũng vậy. Ôi vậy cũng mừng quá. Dạ đầy đủ rất không, là chua không ngon. Có cái gì xảy ra hết luôn. Không, thêm vô như tờ giấy trắng. Ồ, vô luôn. Ờ, thêm vô luôn mà chị em cũng là lần cũng thoải mái, cũng vui vẻ. Cũng vui vẻ luôn. Vui vẻ, thoải mái. Không có ai giận ai hơn hết. Không, không có ai la lối gì hết. Ai cũng mà lo mặn hết. Rồi. Quá khá khỏe rồi, hôm nay rất là khỏe. Chạy xe sao lại cho thế giới đường cùng á. À, kính thưa quý vị thân mến, hôm nay mình có duyên dắt này vào buổi trưa 12 giờ rưỡi rồi gặp được chị Thủy chúng tôi. Dạ chào chị. Gặp được một người chị Mạnh Thường Quân. Chị Ba. À, chị Ba hả? Chị Ba. Chị Ba ở xứ Tân Tân Hòa. Tân Hòa Tân Huề á quý vị. Rồi đây là chị Ba Phước của chúng tôi. Nói chung thì hôm nay ở tại Tiểu ban Ánh Nắng Phát Hành Sẵn Giảng có một cái chương trình đặc biệt do chủ trương của ban Phổ Triên, đó là cái chương trình An Nghỉ Tiên Dung của Đức Thầy ở tại phường Long Hưng, thị xã Tân Châu. Thì hôm nay thì phái đoàn đi mới vừa về, chị có thể viết báo cáo tình hình đi trên chương trình, cái công tác mình hôm nay được kết quả như thế nào, bởi vì hôm nay tụi quê không có đi. Thành ra mình cũng muốn cho bà con mình cũng biết luôn, sẵn đường quay biết luôn là tình hình hôm nay công việc làm rất là suôn sẻ như thế nào, thì nói một chút là gì. Dạ xin trình cho chú Hai biết như thế này là tại vì không có mặt chú Hai, nhưng mà chú Hai đã giao trách nhiệm cho chú Ba Phước làm trưởng đoàn và tôi là chịu trách nhiệm là hỗ trợ về ngân quỹ của giúp đỡ ban trị sự. Thì chú giao trách nhiệm gì thì chúng tôi phải làm cho tròn, hơn nữa là tất cả đồng đạo của tổ In Ấn mình hợp tác cùng với ban trị sự của phường Long Hưng không, thành thử ra rất là tốt, nghĩa là hai bên cùng hợp tác rất là chu đáo và an toàn. Mà hơn nữa cái ban trị sự Long Hưng này thì chú dặn tôi gặp chú Vinh. Thì chú Vinh cũng rất là cái người lịch sự, là khi mà tôi hỗ trợ tiền để giúp lại cho ban trị sự thì chú không có nhận, chú nói là đã hoàn thành chú không nhận. Nhưng mà tôi nói đấy là tấm lòng tất cả, nếu mà mỗi người đóng góp 50% mà bây giờ nếu không nhận tôi trả tôi biết ai nhiêu giờ, bị mình đâu có ghi. Thành ra chú phải nhận giùm tôi mới được. Thành ra chú đồng ý, chú nói thôi chị nói vậy thì tôi đồng ý tôi nhận chứ tính không nhận. Và đồng thời đi với cái cánh của mình Phú Thượng Ba là chú Bảy Vớt, thì trên cái đường đi này thì thật là tốt đẹp chú Hai, là tất cả chúng ta là người tu mà, thành thử ra tấm lòng mình phải cởi mở tất cả. Thì từ chị cái, ngồi đó đó, chị. Từ cái chỗ đó là đi lên tới phường Long Hưng, mà cái ban trị sự của Long Hưng này rộng rãi không chị? Nơi đó là rộng đẹp, đẹp. Dạ. Tổ chức chu đáo và sạch sẽ, là tất nhiên là cái ban trị sự này có cái chu vi rất rộng để sau này sẽ tổ chức cái khóa niệm Phật tập hợp lại để mà có giảng viên về thuyết trình. Đúng rồi. Thành ra thấy hết là sức là tốt đẹp, và mình thấy cái cũng như là mình tâm trạng của mình rất thoải mái, là phấn khởi hả? Phấn khởi luôn, là mình cũng như mình nghe theo lời dạy là biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng, đưa nhân loại đi vào vòng hạnh phúc. Thành ra từ cái chỗ đó mình nghe lời thầy dạy và thầy nói việc nhà quý bạn đã xong, dịp nhau làm phước rõ lòng thiện nhân. Thì mình người tín đồ Phật giáo hảo mà chúng hai mình phải nghe lời của Đức Tôn Sư của mình, và đồng thời góp tất cả công sức gì mà mình làm được cho Phật giáo Hòa Hảo thì chúng tôi vẫn làm. Và đặc biệt hơn nữa là chuyến đi hôm nay là làm lễ an vị chân dung Đức Thầy cho phường Long Hưng để sinh hoạt đầu sự sắp tới. Thì chân dung khi an vị
Thì chị thấy chân dung mình hôm nay đẹp không? Rất đẹp. Bị cái ngôi nhà vừa mới xây dựng đã xong, cái ban trị sự mới xây dựng đã xong mà để cái anh vị chân dung thầy vô thì quá đẹp, sáng rực rỡ luôn. Vì là cái chân dung cũng rất là đẹp không em chị? Đẹp, rất đẹp. Rồi khung người làm là... khung đồ làm rất đẹp, tuyệt vời luôn. Dạ, đúng rồi. Nghĩa là thầy đã mỉm cười đó. À, thành ra trách nhiệm của tiểu ban nắng phát hành cũng giảng mà hôm nay là phải đoàn mình đang thực hiện trách nhiệm đó. Dạ. Mà được hoàn thành, đặc biệt là mình ăn vị chân dung đức thầy rất là đẹp. Dạ. Để cho bà con mình là có mình ơi có chỗ mà có đức thầy để mà và làm cái chương trình sau này. Dạ, đúng rồi. Như vậy là chương trình lễ ăn vị hôm nay đã thành công. Dạ, đã thành công. Tốt đẹp. Hôm về mình đi mấy ban trị sự. Dạ. Ban trị sự này là sự rất ghê. Dạ, rộng rãi ha. Rộng rãi mà đẹp lắm, cái ban trị sự đẹp lắm. Cũng biết chị ngang tới 9 mét nữa. À. Thành thử ra hai cái nền đó. Nhưng dạ. Mà nghe ở ban trị sự thì người ta không khép kín, người ta không nói cho mình biết, nhưng mà những người ngoài nói là đã mua đất và xây dựng cái ban trị sự lên đẹp như thế này. Thì ở trong ban trị sự này có một cái phần chi phí là dai ngân hàng. Ừ. Dạ, nói về chi phí thì đằng này cũng nắm được một phần nào. Dạ. Nhưng mà thôi, cái việc đó là việc của ban trị sự phường Long Hưng. Dạ. Mình thì trách nhiệm là phường Long Hưng đã nhờ mình làm một cái chân dung này. Dạ. Và nơi phường Long Hưng hỗ trợ như vậy là chân dung đó là 20 triệu. Dạ. Còn phần mình là 9 triệu. Dạ. Trong đây là có Mạnh Thường Quân. Dạ. À, Mạnh Quân và thêm hai người nữa. Dạ. À, anh Sóc Kịch và một Hình Quân của em. Dạ. Thì ba người hùng lợi là 9 triệu. Dạ, gọi là chân dung này đã khoa xong. Dạ. Thì mình rất mừng. Và bắt đầu hôm nay lại có chị này là ở bên chị hả? Dạ, chị ba. Như vậy là cũng Mạnh Thường Quân nữa nè. Dạ. Dạ. Và để mình tiếp nối tiếp nối cánh tay rộng. Dạ. Để mà tương lai đó cho tiểu ban nắng phát hành sấm giảng, thì hiện tại tiểu ban nắng phát hành sấm giảng đang phát triển về phần hỗ trợ chân dung lớn. Yeah. Thì xin thông tin cho các chị hay là sắp tới khoảng một tháng nữa là mình sẽ hỗ trợ một chân dung lớn ở tại Đa Phước, huyện An Phú. Là chân dung này đã duyệt rồi, chú Diễm cũng đã chấp thuận rồi. Chân dung này là còn một tháng nữa là hậu trường mới xong. Thì chân dung, đặc biệt chân dung này thì mình tặng hết nguyên chân dung luôn. Tặng hết luôn. Thành ra tiểu ban nắng phát hành sẽ mở rộng vòng tay, không từ chối. Các chị không từ chối các chị điều gì hết. Không có từ chối điều gì hết. Thì mình cứ bước theo cái dấu chân thầy đã bước. Dạ. Mình, dạ, bổn phận mình là người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, mình phải noi theo đấng tôn sư của mình là Đức Phật, Đức Quỳnh Giáo Chủ Phật giáo Hòa Hảo. Rồi, phải nói có các chị rất là hay, nhất là chị Thủy. Chị Thủy mình giống như là từng trải qua ha, thành ra do đó làm việc rất là chắc. chắc luôn. À, thành ra tương lai chị hỗ trợ tiếp tục nha chị. Dạ, cảm ơn. Dạ, em gần tới em sẽ cho hay. Dạ, dạ. Dạ, thì em có thông tin hồi sáng thì chân cái hậu trường này chắc một tháng nữa mới xong. Dạ. À, bây giờ mình đăng ký mà làm rồi, đang làm. Dạ. Mình giờ ngon lắm, làm sẵn vậy. làm trước vậy. Dạ. Và có một điểm đăng ký mới nữa, nhưng mà chưa duyệt. Dạ. Đó là ở Bình Long. Bình Long Châu Phú. Dạ. Dạ. Thì nơi đây á, thì các anh mình cũng đã xây dựng rồi mà chân dung cũ nó nhỏ, nó hút. Thành ra đang có sự đề nghị. Chưa duyệt, để tình hình nếu duyệt rồi tính sau. Ha. Rồi. Dạ, cảm ơn các chị thật nhiều nha. Nhớ các chị đừng có bỏ tiểu ban cái nắng phát hành sấm giảng. Không có đâu. Dạ. Xin chào chú hai, cảm ơn. Dạ, chào. Cũng có công sức là cho chúng tôi tham dự được cái phần nào trong cái tiểu nắng và chân dung thầy. Dạ. Thì tại vì nói chung mình làm việc gì cũng vậy, cần sự chung tay góp sức thì nó sẽ thành công cao. Thì nếu mà tất cả các chị và tiểu ban mà hợp tác thì em nghĩ việc gì nó cũng thành công. À, cũng thành công. Rồi, chúc các chị mình mạnh khỏe để mà tiếp tục làm công việc tốt. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. À, kính thưa quý vị, giờ đây thì Tùng Quê sẽ trở về ban quản tự chút nha quý vị.
ở đây thì Hòa Mong Quảng Tự đây làm việc của Hòa Mong Quảng Tự. Hiện tại các anh mình cháu mấy ca bảy cái bệnh thủ chắc qua bên nhà y bên trước khi mình nãy mình nói chuyện mình kính mời quý vị kính lễ trước thầy quý vị mời gì đâu mà chào các anh của mình. Ly trà đường đi. Cho ly trà đường nước coi. Kính thưa quý vị thân mến, hiện tại Tùng Quê cũng đến Ban Quản Tự gặp các anh mình. Hôm nay thì các anh mình cũng có một cái công tác làm việc cho tư ban anh nắng phát hành sách giảng không vậy? Thì hôm nay thì là ngày 16 tháng 7 2024 âm lịch. Thì sáng nay thì tiểu ban anh nắng phát hành sấm giảng có một cái chương trình, đó là an vị chân dung Đức Thầy ở tại phường Long Hưng, thị xã Tân Châu. Thì sáng nay thì anh Ba Phước làm trưởng đoàn cùng với anh Nam Ẩn và anh Sự cùng đi và cùng các chị. Thì cái lúc khởi hành đi thì mình chuẩn bị rất là ổn, và trên đường đi và khi đến nơi làm việc thì anh dì chân dung tại phường Long Hưng tốt không, hoàn thành tốt không anh Ba? Và anh có thể nói sơ một chút để cho bà con mình cùng biết hôm nay tiểu ban mình có làm một công tác an vị chân dung. Kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và hôm nay thì cái đoàn đưa chân dung về Tân Châu, phường Long Hưng. Long Hưng, trên đường đi thì mình đi cái đường lên Tân Châu đến đoạn bốn ngọn ở chỗ cái bờ kè đó. Dừng lên đó, đó đường rất là nhiều đường, nên nó điện về ông trưởng ban nó có sai mấy, tự nhiên là hai cô ra tiếp đón. Để theo. Nói ở đây thì do tài xế không biết đường, anh cũng cho người ra đặng tiếp, thành ra dừng đợi đó dừng. Khoảng 10 phút à. Dừng ha, mất dừng ha. Chỗ đèn đỏ đó. Rồi hai cô chạy tới, hai cô mặc áo dài. Dừng mé, cặp mé đường thôi chứ họ có lên quảng trường không? Cặp mé đường ha, rồi chỗ đó rộng lắm. Dắt về từ đó vô đó khoảng 6-7 số ha, 6-7 số à. Đi cũng 10 phút mới tới à. Tới cái băng trị sự đó thì tôi bước vô đó thì anh em ta đó cũng áo dài khăn đóng đó cũng nghiêm trang lắm. Thì siêu duyên nhiều tín đồ thì thấy cũng có cái sự nhiệt tình. Vô tôi cũng thông qua chương trình vậy rồi chú chú ngôn đó cũng điền vô rồi cái tài liệu dưới làm đưa lên đó. Thì tôi cũng nói thì căn cứ ở đây mình làm việc cái chú thư ký đó rồi chú xuyên cũng ngôn luôn. Chú cũng vui vẻ, thành ra cái sự mà nghiên tiếp thì mình sắp xếp ban trị sự đi trước chương dung rồi mình đi kế tiếp, mình thấy cũng rất là tung vô lắm cũng được, hoàn thành hết tốt. Sau khi đó thì cái bữa lễ làm cũng y trước giờ. Trưởng ban cũng phát biểu. Trưởng ban trẻ không? Trưởng ban tuổi tôi á. Mà hình như ổng hơi lùng lùng phải không? Ổng hơi thấp hơn tôi, mà thấy ổng yếu hơn tôi. Ra thấy cũng được. Có anh Tám ẩn ảnh đại diện của ban đại diện của tỉnh An Giang, ảnh chịu trách nhiệm về cái khu vực của thị xã Tân Châu. Thị xã Tân Châu ảnh có đến đó. Ảnh và đại diện cho ban trị sự cũng như tín đồ địa phương cũng phát biểu. Sau có đô lời ha? Có. Em ha. Dạ. Thật ra cái chú hướng dẫn chương trình chú cũng hơi lật chợt, chú nói là ở địa phương đại diện phát biểu trước rồi chú mới đại diện cho bên tiểu ban nó phát hành giảng mới phát biểu sau, cũng dài vô làm cũng êm cũng tốt, công việc đều tốt. Dạ. Sau cùng dùng cơm rồi mới về. Mọi việc đều hôm nay báo thì Tùng đều tốt đẹp nhất. Có gì hết. Vậy là quá hay. Vậy là chương trình hôm nay mình đi ăn vị chân dung Đức Thầy đại diện cho ban phú truyền tiểu ban anh nắng phát hành sấm giảng hoàn thành tốt một chân dung thầy ở tại phường Long Hưng, thị xã Tân Châu. Thầy con nhận xét anh như thế nào? Nó là thì tôi là nhận xét đó,
là bữa nay đó là bên nó là phát hành ấn tống á, để đó là đi đó là cái sự mà mình đó là đưa cái chân dung để nó là về trên cái ban trị sự mà phường Long Hưng ở Tân Châu. Nó là cái điều nào đó là tôi thấy đó là ở tỉnh thì đó là cũng đó là sự trang nghiêm để đó là thỉnh chân dung an vị trên đó là cái đó là ban trị sự, rồi đó là thấy cũng là đồng đạo cũng rất đó là nhiệt tình đối với đó là trong cái đó là cái đoàn mình, cái đoàn đó là trong đó là tiểu ban đó là phát hành ấn tống. Ừ. Thì cho nên nó là như vậy đó, thì mình thấy đó là cái điều này là thật là vui. Ừ. Đó là vui là gì, đó là cái đó là chú đó là thơ ký đó là bên đó là phường đó là phường Long Hưng, Long Hưng đó, thì để nó là nó để làm đó là cái buổi lễ để mình đó là an vị đó là cái đó là chân dung. Cho nên nó là trước hết đó là vì tôi thấy như đó là cái ông đó là trưởng ban đó là ở đó là tỉnh An Giang đó, ông này là cũng là tên đó là ông cũng võ nhân ảnh, nhưng mà ông lên đó là ông phát biểu là cũng rất hay. Ừ. Là trước hết đó là ông phải đó là nói về là cái bên đó là của là giảng thầy đó là thỉnh chân dung đó là về đây rồi thì đó là ban trị sự phải cố gắng để làm đó là đúng theo đó là cái chương trình đó là của đó là ban trị sự để hướng dẫn, phải là cố gắng đó là phải hiểu biết cái tôn chỉ hành đạo của thầy để hướng dẫn cho bà con đã tu một cách tu là nó đúng theo cái là chân đó là lý đó là của thầy đã dạy. Rồi ông nói là gì thầy nói đó, đó là tuy là hữu ảnh vô hình chứ dân lòng tưởng sinh tình đó lai ạ. Cho nên như vậy thì là bà con anh em đồng đạo mình ở trên đó là cái là ban trị sự phường Long Hưng này phải cố gắng, phải làm sao mà là hành đúng theo lời thầy dạy thì là tin chắc rằng là phải cái đó là ban sự đó là phường Long Hưng này là đến đây là phải cũng có là bà con đến để là tu để là làm theo lời thầy dạy. Rồi là mới là đó rồi thì là xong hết rồi thì là mới có là cử đó là ẩn lên ẩn nói xong rồi tới là binh đó là bên phát hành ẩn tống mình đó là vì là trong là này đó là vì chú hai đó là Tùng đó có đưa cái là văn bản để trước hết cho là ba Phước để là lên để mà là đọc về cái văn bản đó là trong là ba là bên đó là phát hành giảng để cho nó có nó là sự mà mình nó là trong này để mình giúp cho nó là thị trấn phường Long Hưng, thành ra là ai cảnh cũng là ca ngợi. Ừ. Vì đó là ca ngợi là một là ban trị sự, hai nữa là cái là ban ấn tống để giúp cho cái là mà cái hình nên là của thầy như vậy, thành ra là chắc ăn là đồng đạo tự phải làm tốt theo là cái lời Phật dạy, người ta ca tụng là gì là do nơi hay là ban đó là mà nó là ấn tống và lên ban trị sự là ta cũng đồng tình là quá sức là vui vẻ. Rồi cuối cùng rồi đó là xong hết rồi đó là đọc đó là các đó là cái đó là mà cái chương trình mà chương trình đã xong cũ là bên trung ương đưa lên, rồi là hai nữa là bên đó là phát hành ấn tống đưa lên, rồi cuối cùng mấy ông mới là mời dùng cơm. Nghĩa là dùng cơm đó thì là cái đó là chú này đó là hồi xưa tới giờ đó là nghĩa là chú ở Tân Châu á, chú là cái là nhà cơm ở Tân Châu đó là ngày đại lễ nào cũng là xe qua đến đó. Ừ. Mà là chú là cũng là đãi là cũng là 100+ chục mâm không Kim An nhà hàng Kim An đó, nhà hàng Kim An đó đãi mấy chục mâm không, mà lại bữa nay đó là mấy ông nói là luôn, mấy ông nói là lên đây rồi ông đại thọ cho mình sức là ăn bữa cơm cũng thân mật, là ông cũng tâm sự với mình cũng rất vui vẻ. À, cái đó quý vị, vừa qua thì hôm nay đặc biệt thì Tùng Quê không có đi theo đoàn bởi vì mình có một cái công việc đặc biệt nên không có đi theo đoàn để ủng hộ.
nhưng hôm nay thì mình có làm bộ phim ở tại chùa An Hòa Tự để quay để cái cảnh mà còn lại những cái dư âm vào ngày rằm Vu Lan, ngày rằm Trung Quân ở tại An Hòa Tự. Thì hôm nay có sự kiện kể lại chương trình công tác đi an vị chân dung Đức Thầy do Ban Phổ Truyền Tiểu Ban Hình Ấn Phát Hành Sẩm Giảng thực hiện đã thành công. Giờ đây mình nãy giờ mình cũng có lấy thông tin lại cho quý vị cùng nghe, cùng mừng với Tiểu Ban đã hoàn thành tốt trách nhiệm, đã an vị chân dung Đức Thầy ở một nơi địa điểm và hậu trường là rất là mới, đó là an vị chân dung Đức Thầy ở tại phường Long Hưng, thị xã Tân Châu, đã hoàn thành. Giờ đây thì quý vị cùng với tiểu ban mình cùng vui nhé, cùng vui chung. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, tụi quay giờ đây đã trở về ngôi chính điện để rồi sẽ cập nhật một chút xíu nữa rồi tụi quay sẽ từ giả để mà tạm dừng phim giống gì. Cái thùng quê thông quan thùng quê đã chọn lại cái gì? Tại sao không trình báo? Con nãy con quên quên rồi, con kiếm chú rồi đó không gặp. Con đi tới đây con có láo bến con tìm chú hết trơn á. Có điện thoại mà không nhá cho biết. Ở đây là phái đoàn Mương Điều chứ không gì. Những người đồng đạo thân quen của chúng tôi. Sao lên đông không? Đi 5, 6 xe 11 người. 6 xe, ủa vậy là không đi ngày 14, 15 mà muốn đi nguyên ngày 16 hả? Dạ, tại 14, 15 con mất kiếm tiền. Nó không có phát xuống chỗ hả? Dạ, đằng này em không được mà người này được nè. Thằng rưỡi kiếm chuyện. Rồi quý vị, thằng Quánh, hôm nay chúng tôi cũng có duyên gặp các vị ở Mương Điều quý vị. Chắc có lẽ tương lai một ngày gần đây chúng tôi cũng có duyên sẽ đến Mương Điều. Cái này có gì thân mến, hiện tại cúng xong rồi hả? Đâu rồi, phải đoàn đông không? Rồi có cần chụp hình kỷ niệm không? mời ra ở phía trước nè, mời ra đi, là có chỗ rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, giờ đây thì Tùng Quê đang ở trước chánh điện quý vị. Quý vị thấy chánh điện hôm nay bông hoa vẫn còn rất là đẹp nha quý vị. Đặc biệt thì hai bình bông của Ngọc Giàu Long Xuyên rất là đẹp. Dạ chào cô. Phải đoàn cô tới nãy giờ mà không có báo tin thì ra không biết. Cô cũng phải không? Dạ. Hiện tại các anh Hương Đăng chúng ta đang làm vệ sinh luôn quý vị ơi. Hên quá. Đề nghị các anh mình qua rằm này chắc có lẽ là cũng hơi bà con hơi đông, thành ra nhờ các anh lau cho kỹ chút ha. Lau kỹ có nghĩa là mình lau chồng lên đó cho nó sạch hơn. Anh Hùng mình qua xứ Ngôn cũng hay quá, gì đọc Vu Lan rồi hay quá. Có nhiều người like quá. Dạ. Sếp của chúng tôi đến chùa không cần trình báo. Sếp của chúng tôi đi chùa không cần trình báo. Ghê quá. Chị cũng khỏe chị? Dạ khỏe. Đây là chị gì rồi sao quên em quên mất tiêu ta? Chùa. Nhìn mấy chùa, 6 chùa. Một chùa quét nó đa tới 6 cái chùa. 6 chùa sao lo nổi không à? Bởi vậy. Đặt cái tên giả danh mà xuống quên ơi. 6 cái chùa phải ráng lo. Dạ. Trời mời ra trước đây mình chụp một hình.
mang dép vô, mang dép vô nha. Đây là các vị tu sĩ đặc biệt ở Mương Điều. Gồm có những các cô cũng lớn tuổi đây. Anh Bảy là người thân quen. Đặc biệt đó là dạ, kính thưa quý vị, đây là đoàn ở Mương Điều. Hôm nay là đặc biệt, ngày đi ngày 16 tháng 7 âm lịch, ngày 14, 15 không được đi. Bữa nay mới đi. Rồi, bữa nay thì quý vị rất là có duyên. Ngày hôm qua 14, 15 rất đông người, đâu chụp được ai đâu. Rồi, mời quý vị cười tươi, chuẩn bị 1, 2, 3 cốc. Công nhận cái máy tôi nó kêu quá lắm. Thứ hai anh nhưng mà nếu lên lên YouTube thì Tùng Quê là tôi. Tùng Quê à. Mình về nhà là mở lên Tùng Quê là gặp Tùng Quê, là gặp Tùng Quê. À, ông này ở chùa, tôi ở quê mà đâu có gần nhau. Quê nè. Rồi chào, chào phải đầu ăn. Bây giờ lên Tú Đình nói gì? Dạ. Rồi. Vậy nay cũng đủ duyên rồi, chào. Rồi chào. Rồi chiều nay nhớ 6 giờ kiếm nha. Dạ, thôi chú về. Nhớ rồi, rồi câu phim cho bấm like cho Tùng Quê. Chứ đừng bóp like cho ông Bảy. Rồi, tôi vì các anh em mình đang làm vệ sinh tiếp tục những gì ở phía sau. Các anh mình làm quá giỏi bây giờ. Nam Mô A Di Đà Phật. Giờ đây thì các anh mình đã làm vệ sinh xong và kết thúc quý vị vào ngày 14, 15 rằm Trung Quân. Hôm nay là 16 vậy thì tại chùa An Hòa Tự, chương trình diễn ra rằm Trung Quân cũng rất là thành công. Về việc phía trên hương đăng trong nơi các chánh điện bông hoa đầy đủ, bà con mình lễ bái cũng bình an, quý vị thành tâm. Còn phía sau thì hậu cần chiêu đãi cũng rất là tốt, quý vị không có điều gì xảy ra. Tất cả đều được tốt đẹp. Giờ đây thì ngày 16 thì bông hoa phía trên căn hộ thờ vẫn còn đẹp. Thì hôm nay Tùng Quê cũng tranh thủ cập nhật một chút cho quý vị xem vậy. Thì giờ đây thì Tùng Quê cũng xin tạm dừng phim nếu gì. Kính chúc quý vị thân tâm thần an lạc, đạo quả sớm viên thành. Cũng Tùng Quê cũng mong rằng chư Phật sẽ gia hộ cho toàn thể quý vị được bình an vô sự. Gia hộ cho quý vị tất cả các công việc luôn được suôn sẻ và gia hộ cho quý vị luôn được mạnh khỏe. Giờ đây thì Tùng Quê xin tạm dừng, mong rằng toàn thể quý vị luôn niệm Phật để rồi Phật luôn gia hộ quý vị cũng luôn được sự trợ che của Đức Phật, Đức Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Giờ đây Tùng Quê xin tạm dừng. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị thân mến, hôm nay thì cũng có duyên mình gặp được anh chị ở Tây Ninh. Nghe nói Tây Ninh là thấy xa đó quý vị. Thì đón tiếp đoàn hôm nay thì buổi đầu tiên thì nhờ anh Bảy để hướng dẫn thì, tại vì các vị này thì quen với anh Bảy. Rồi chào anh chị. Dạ xin chào hết. Chào. Rồi hôm nay thì Tùng Quê trên kênh YouTube hai chữ Tùng Quê và của mình. Nếu quý vị có duyên mà thường lên TV chắc có lẽ sẽ gặp. Thì hôm nay có duyên để gặp các chị. Nãy giờ thì Tùng Quê rất là mừng. Và nãy giờ mình cũng có thông qua trao đổi thì hình như là với đôi lời trao đổi thấy phù hợp. Nãy giờ không có ai nhăn hết á, cười không à. Thấy là quý rồi. Thì Tùng Quê cũng ghi hình được chút ha. Rồi, thật sự ra dòm tới dòm lui nha. Mình theo mình thấy đó, chị là trưởng đoàn. Chị là trưởng đoàn ha, không biết như thế nào. Lớn tuổi hay nhỏ tuổi không biết. Dạ. Nhưng mà là trưởng đoàn. Có nghĩa là người hướng dẫn. Dạ. Phải không chị? Dạ đúng rồi. Rồi. Bây giờ lời của anh nói thì em không có từ chối nhưng mà cũng không dám nhận là trưởng đoàn. Đây là anh em huynh đệ đi chung nhau. Dạ. Hân hạnh là được đến cái An Hòa Tự này lần đầu tiên để mà tiếp xúc với bà vị chức việc nơi đây. Thì lời đầu tiên là em cảm ơn ở nơi chùa đã tiếp đãi rất là nồng hậu. Dạ. Nhất là cho cơm nước no đủ. Bây giờ là nói đủ hơi rồi.
Thì cảm ơn anh Bảy là người đã làm nhịp cầu cho em đến tới đây ăn quà tự này chơi, và có thể xin lưu lại đêm nay và ngày mai mới là rời chỗ này, có được không mấy anh Vinh? Dạ, rồi sau đó thì bây giờ cũng có cái cuộc hội ngộ là do đủ nhân viên thì kết nối giữa Cao Đài và Hòa Hảo, sẽ có cái thông tin sâu hơn, lần lần ngày mai sau có thể là đến ghé chơi nhiều lần, có dịp tìm hiểu nhiều hơn. Và cảm ơn mấy Hiền Quynh đã cho được cái cuộc ghi hình hôm nay để là kỷ niệm. Xin cảm ơn. Dạ. À, bây giờ cái câu trả lời mình cảm thấy là cái vị trưởng đoàn nói chuyện nghe bộ hay quá quá vậy. Rồi thì vừa qua đôi lời chị nói như vậy thì mình cảm thấy có nhân viên cũng khá. Như thứ hai nữa thì cái nhân viên đặc biệt là theo nghĩ chị có duyên với thầy nhỉ. Biết tới thầy, thành ra do đó đã đoàn đã hướng dẫn và thường đến đây, nghĩ đến đây. Giờ này thì đang ở đây thì cũng mong rằng cái sự liên kết này càng ngày càng nhiều hơn nữa để cho chúng ta trao đổi học hỏi cùng nhau. Dạ. Có thể tìm hiểu nhiều hơn. Dạ, tìm hiểu nhiều hơn. Rồi tới cái ông anh mình đi, để ông ngồi ông ru kìa. Anh đó ở gần nhau không? Ở gần nhau. Cùng nhau đồng đạo. Cùng nhau luôn hả? Ở gần nơi nơi chỗ đó kêu bằng những gì đó. Tòa Thánh Tây Ninh gần luôn hả chị? Trước cửa Tòa Thánh Tây Ninh. Ủa vậy hả? Giờ bước ra 500 mét là tới nhà. Ủa vậy hả? Dạ. Nội sát bên giống như đằng này sát bên chùa không tu là mệt nha. Hai vợ chồng. Con giới thiệu hồi nãy giờ tôi nhìn hai người là tôi biết rồi. Chị hai chị này là nhà ở Cánh Bắc, còn chị này là ở Cánh Nam. Ủa vậy hả? Dạ. Ủa vậy là hơi xa xa chút hả? Đó, có cách cái tâm hướng hàng rào, hàng rào phía trên hàng rào. À đúng rồi, cái hướng nha, à, cái hướng mà. Chị này ở hàng rào trên, chị này ở hàng rào phía dưới, phía Nam. Trước giờ có đi lần nào chưa vậy cô? Đi này, mới là lần đầu tiên. Dạ, cảm giác đi đầu tiên rồi thấy sao? Dạ, cảm thấy vui. Vui, nãy giờ vô chánh điện chưa? Dạ có, đi làm lễ. Ồ vậy phải rồi, vô thấy chánh điện là vui rồi, phải rồi. Ồ vậy là cũng rất là mừng. Cũng vui. Vậy hả? À, bây giờ thì Phật Pháp là vô biên, tương lai nó phải dài một chút, mà Tùng Quê thì hơi gấp rồi. Bây giờ thấy quý vị quá mừng đi, chắc có lẽ là nỗi mừng này nó kéo dài để tới chiều lắm. Nhưng mà thời gian của Tùng Quê không được ở đây lâu, bây giờ kính mời quý vị ra phía trước chụp một mô hình làm kỷ niệm, rồi Tùng Quê xin phép. Còn chừng mời anh Ba ở lại để mình tiếp tục cái chương trình trao đổi ha. Dạ. Phải anh Bảy? Dạ đúng rồi. Rồi mời, mình ra không? Dạ. Cảm ơn quý vị. Hôm nay mình cũng có duyên nha. Mình được hân hạnh đón tiếp các vị khách quý ở Tây Ninh. Được sự đến đây tiếp đón thì có anh Ba Phước và anh Bảy chúng ta. Giờ đây muốn lưu niệm lại một phút phim để kỷ niệm. Và chụp một hình làm kỷ niệm. Kính mời quý vị người tươi. Chuẩn bị. 1 2 3